Biến chứng bàn chân đái tháo đường được xếp vào nhóm cần được quan tâm chăm sóc đặc biệt cùng với những biến chứng khác trên thận, mắt và thần kinh. Bàn chân đái tháo đường là biến chứng xảy ra ở người bị đái tháo đường, tiểu đường. Những người mắc bệnh này dễ mắc các vấn đề ở bàn chân do lượng đường huyết cao trong thời gian dài. Thần kinh đái tháo đường và bệnh mạch máu ngoại biên là hai biến chứng bàn chân đái tháo đường chính và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí phải đoạn chi. Bởi biến chứng này khiến cho bệnh nhân tiểu đường mất cảm giác đau ở chi. Thoạt nghe có vẻ là lý tưởng, nhưng khi không cảm nhận được cơn đau, sẽ không thể chăm sóc chúng kịp thời. Vết loét này sẽ ăn sâu vào cơ thể và buộc phải đưa ra giải pháp cuối cùng là loại bỏ các mô chết, có thể phải mất đi ngón chân, bàn chân hoặc cả cẳng chân. Các triệu chứng của bàn chân đái tháo đường có thể thay đổi từ người này sang người khác và phụ thuộc vào các vấn đề cụ thể mà người bệnh đang gặp phải vào thời điểm đó. Tuy nhiên, các triệu chứng chung có thể bao gồm mất cảm giác tê hoặc ngứa gian, có mụn nước hoặc các vết thương khác mà không cảm thấy đau, đổi màu da và thay đổi nhiệt độ cơ thể, những vệt đỏ, vết thương có hoặc không có chảy dịch, đau nhói. Nếu nhiễm trùng phát triển, người bệnh cũng có thể có các dấu hiệu sau đây: sốt, ớn lạnh, không thể kiểm soát lượng đường trong máu, run rẩy, sốc, đỏ da. Trước tiên, người bệnh đái tháo đường nên đi khám bác sĩ thường xuyên theo lịch hẹn. Đặc biệt, nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi nào sau đây, hãy đến ngay các cơ sở y tế gần nhất, như thay đổi màu da ở bàn chân, sưng ở bàn chân hoặc mắt cá chân, thay đổi nhiệt độ ở bàn chân, vết loét ở bàn chân trong thời gian dài, đau hoặc ngứa ở bàn chân hoặc mắt cá chân, móng mọc ngược, nhiễm nấm chân, da khô nứt nẻ ở gót chân, dấu hiệu nhiễm trùng. Đái tháo đường thì sẽ có hai nhóm biến chứng lớn là biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính. Biến chứng cấp tính thường bệnh nhân sẽ khởi phát rầm rộ và sẽ tình trạng một là bệnh nhân có thể do hôn mê, do tăng đường máu, người gọi là hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, hoặc là hôn mê do nhiễm toan xê tôn, hôn mê do nhiễm toan mát tích. Biến chứng thứ hai có thể gặp ở bệnh nhân đái đường đó là tình trạng hạ đường máu do thứ nhất là bệnh nhân dùng không tuân thủ điều trị, thứ hai là do bệnh nhân tự tăng liều thuốc hoặc là tự dùng thuốc mà bệnh nhân lại quên không ăn uống. Còn biến chứng mãn tính của đái tháo đường thì sẽ có các biến chứng trên mạch máu lớn, trên mạch máu nhỏ và biến chứng thần kinh. Kèm theo nó sẽ một biến chứng đặc biệt là biến chứng bàn chân đái tháo đường. Thì biến chứng mạch máu lớn của bệnh nhân đái tháo đường thì sẽ gồm có 3 biến chứng lớn. Đó là sơ vữa động mạch vành gây tình trạng thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim cấp. Biến chứng thứ hai nữa có tình trạng cái sơ vữa động mạch cảnh gây đột quỵ và tình trạng về sơ vữa động mạch chi gây thiểu dưỡng hoặc là tắc mạch chi. Biến chứng mạch máu nhỏ chúng ta sẽ gặp là biến chứng ở trên mắt gây bệnh võng mạc do đái tháo đường hoặc là tình trạng về tăng về hoặc là bệnh glaucoma. Biến chứng thứ hai ở trên đấy, biến chứng mạch máu nhỏ thứ hai là biến chứng trên thận. Bệnh nhân có thể có tình trạng về suy thận hoặc là hội chứng thận hư trên đái tháo đường. Biến chứng thứ ba của mạch máu nhỏ là biến chứng thần kinh. Bệnh nhân có thể có những biến chứng về thần kinh ngoại vi hoặc là biến chứng thần kinh tự động đái tháo đường. Đứng tiếp theo của biến chứng mãn tính là cái tình trạng về biến chứng về nhiễm trùng do đường máu không kiểm soát, và biến chứng đặc biệt nhất của đái tháo đường sẽ là biến chứng về bàn chân, có tình trạng về loét bàn chân do đái đường. Đây sẽ là biến chứng phối hợp của tình trạng về tăng đường máu, nhiễm trùng, biến chứng thần kinh và biến chứng mạch máu gây thiểu dưỡng. Tại vì cái loét chân của đái tháo đường sẽ là phối hợp của nội khoa và ngoại khoa. Có nghĩa những bệnh nhân loét chân là mình sẽ ngoài siêu âm mạch chi để đánh giá tình trạng sơ vữa, sẽ phải có các bác sĩ về chuyên khoa về tim mạch và ngoại khoa phối hợp đi kèm để chỉ định xem những trường hợp như thế bệnh nhân có cần phải cắt cụt chi hay không, hay có cần phải can thiệp đặt stent mạch hay không để tăng tình trạng, để giúp tăng tưới máu cho các chi. Thì với những tình trạng mà giúp những trường hợp mà sơ vữa nặng ấy, mình sẽ phải can thiệp để can thiệp ở đây người ta sẽ đặt stent để tăng tưới máu cho chi để giúp đấy người ta gọi là để nâng cao cái phần trăm để có thể cứu sống cái chân, tránh tình trạng cắt cụt chi cho bệnh nhân. Bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Những trường hợp mà đường máu cao không được kiểm soát, bệnh nhân hoàn toàn có thể lâm vào tình trạng hôn mê do tăng đường máu hoặc hôn mê do nhiễm toan xê tôn. Chưa kể nếu như bệnh nhân không tuân thủ theo phác đồ điều trị và không tái khám thường xuyên, có thể gây tình trạng hạ đường máu, lâm vào hôn mê. Nếu không được xử lý kịp thời, bệnh nhân hoàn toàn có thể đi vào tử vong. Để phòng tránh bệnh tiểu đường, thì thứ nhất, một là bệnh nhân sẽ phải duy trì một chế độ ăn và luyện tập một cách phù hợp, lành mạnh. Thứ hai là nên thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Thường mình sẽ phải thăm khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần. Trong trường hợp nếu có bất thường thì sẽ phải thăm khám lại ngay sớm hơn theo chỉ định của bác sĩ. Thứ ba là khi đã mắc bệnh thì nên đi khám về chuyên khoa nội tiết
để bác sĩ sẽ có mỗi bệnh nhân sẽ có một phác đồ điều trị phù hợp cá thể hóa trên từng bệnh nhân. Thì mỗi một bệnh nhân họ sẽ đến trong một tình trạng mắc bệnh khác nhau, chẳng hạn là mỗi một lứa tuổi sẽ là khác nhau, chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân cũng là khác nhau, chưa kể là thời gian mắc bệnh như thế nào, hiện tại bệnh nhân có mắc biến chứng gì nặng hay không. Và với những tình trạng như thế thì mỗi bệnh nhân sẽ có một mục tiêu điều trị khác nhau. Đấy, chính vì thế bọn sẽ phải cá thể hóa trên từng bệnh nhân, chứ không thể điều trị một cách chung chung. Điều trị chung chung chỉ là về tư vấn về chế độ, về dinh dưỡng và luyện tập cho bệnh nhân thôi. Còn về dùng thuốc thì là mỗi bệnh nhân sẽ có một phương pháp điều trị và một liều lượng phác đồ khác nhau.